Là khi mà đập Tam Hiệp nó bể, nó bị các nước ngoài dập bể đó, thì nó mới bắt đầu thằng Campuchia mới nói là anh xui, anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy, chị dâu mất chồng. Và cho biết rằng là bị cái đập Tam Hiệp là bị hạt nhân nó buông ra, là bể đập. Bể đập thì thành thử ra là ông cho biết rằng là mình lo đi chiếm người ta, góp cuộc nhà mình cháy mình không hay, đất nước mình tiêu mình không hay. Nó thành thử ra là ông nói anh xui, anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy, chị dâu mất chồng. Thì cái người đàn ông là Quách Giặc chết hết rồi quý vị, chết hết rồi. Thành thử ra ông nói là thầy Pháp ăn ở hai lòng, chữa Nam chữa Bắc chữa dòng Tây Nam, mua guốc mua về, mua gâu cá chốt cặm mài cá chê, ham chi cô bại mày mê, chú mày bãi chục con dê có trà. Sao mày ham của bỏ cha, ông mày còn sống mày la chết rồi. Chú này nói chuyện ngoài môi, sao không cài cấy bỏ trôi ruộng mình. Rủ nhau cắt một cái đình, rước cha về ở tụi mình ăn chung. Ai ơi cứ nói tôi khùng, 30 tháng chạp vợ mùng mũi vô. Cái bài này của Tứ Thánh quý vị, là bên Tứ Thánh thì cho biết rằng đó là Tứ là bốn ông Thánh viết ra cái bài này. Thì cái bài này là Tứ Thánh thì coi như là viết ra cỡ 200 năm rồi quý vị. Mà hôm nay nó cũng là em cháu thì nói chung ra là dốt nát, cũng không biết hiểu biết gì nhiều, thì cũng có cái lòng từ bi để lên chia sẻ với quý vị, để cho quý vị nghe, để gót nhẹ vào lòng, để cho chúng ta tu kịp với cái thời gian sắp tới đây. Thì em cháu sự thật là nói theo cái sự hiểu biết của em cháu, thì có gì sơ sức thì xin quý vị cũng rộng tình và tha thứ và bỏ qua dùm. Thì em cháu xin giải cái đoạn này trong bài Tứ Thánh, mà là em cháu đọc hết đoạn văn nửa bài rồi giải hết nửa bài đó, rồi đọc hết luôn một nửa bài kia. Thì có dịp thì em cháu xin giải nửa bài kia để cho quý vị nghe, để mà gắng mà lo tu, chứ thời kỳ này thì em cháu thấy nó là nó quá cận kề rồi. Thì trong cái bài Tứ Thánh đó thì ổng cho chúng ta biết đó: chiếu manh mà chảy gốc đền, chị qua làm bé có bền hay không. Trái đời gái lấy hai chồng, căn giữa của vợ hai bên của chồng. Cá chim nhốt lại một lòng, ngựa trâu chung để một lòng sao yên. Thất cười thầy Pháp sợ điên, mặt trời lố mọc thầy ghiền anh coi. Vàng ai mà đổi con voi, hay vàng chú chợt đổi còi An Nam. Thấy bông tươi tốt anh ham, chừng quê nó rụng nước tràn năm châu. Anh xui anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy chị dâu mất chồng. Thầy Pháp ăn ở hai lòng, chữa Nam chữa Bắc chữa dòng Tây Đông. Châu ai mà để ở không, không lo cài ruộng kêu công cái dùm. Ngựa ai hung dữ quá hùm, châu cài ngựa cởi ba thùng cắt gom. Gạo tôi đựng hũ đựng ôm, lúa ông vô bịch ông gom vô bồ. Ớ này chuyện tính ông cô, vợ tôi giữ chồng cô dình. Sao mày không xuống chợ Kinh, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về. Ngày nay hai chú làm hề, hát tuồng nhị chúa bốn bề coi chơi. Bán rau khắp hết nơi nơi, ai mà đứt cố chỗ rơi đứt đầu. Chú này nhà cửa ở đâu, bị quân ăn cướp nhà đâu mà về. Để tôi bắt ngựa cỡ về, lùa dê uống nước gà nghề đá chơi. Tháng 7 tháng 8 đi chơi, mời anh mời chị đá chơi một sòng. Ăn Tết đi đá thiệt đông, đá qua chợ lớn Gò Công trở về. Đi cùng thành thị thôn quê, chú đi lục tỉnh trở về tay không. Ba kỳ anh thiệt có công, đi Nam đi Bắc đi Đông mới về. Thằng này mày thiệt nhà nghề, cu son lặt sắn mày chê chú mày. Mày ham mua guốc mua dài, mua gâu cá chốt cặm mài cá chê. Ham chi cô bãi mày mê, chú mày bãi chục con dê có trà. Sao mày ham của bỏ cha, ông mày còn sống mày la chết rồi. Chú này nói chuyện ngoài môi, sao không cài cấy bỏ trôi ruộng mình. Rủ nhau cắt một cái đình, rước cha về ở tụi mình ăn chung. Ai ơi cứ nói tôi khùng, 30 tháng chạp vợ mùng mũi vô. Tháng giêng mắm muối mằn khô, tháng tư chú sáu dắt cô về chùa. Chú năm bợ đỡ nịnh thùa, nhà tôi hết gạo sách dùa đi xin. Má ơi con má chết sình, nó không ăn muối thúi ình má ơi. Rồi đây chị Chính coi tôi quá lông quá cánh kéo lôi sớm làng. Anh Mười hung dữ nghênh ngang, để tôi quá lửa nước tràn anh coi. Chị coi tôi bắt con voi, bắt con chuột lắc nó môi vách nhà. Chị nào bận áo lan xa, cho tôi một vạt đậy mà con beo. Ăn lạc dân sợ mang nghèo, mèo không bắt chuột, chuột trèo lên ăn. Con rắn mà nói con chăn, chị dâu có chữa để bằng chứng không. Thì em cháu đọc cái bài này nó nửa bài quý vị. Thì em cháu xin giải một cái đoạn này là nó một cái đề nó quá dài rồi. Thì khi mà giải gần hết em cháu sẽ đọc luôn một cái nửa bài kia. Rồi có dịp em cháu sẽ giải cho bà con nghe. Thì cái này cái là cái thời điểm này là quý vị biết rằng là ông Thánh ông viết ra thì là cách đây cỡ khoảng 200 năm. Thì bây giờ cái bài này nó đang lộ ra quý vị. Nó đang lộ ra. Thì nó đang lộ ra cho biết rằng cái người Trung Quốc đó với người Campuchia đó, hai người này nó đang hợp tác lại. Thì bà con thì ai cũng biết là hai người nó đang hợp tác lại. Thì em thấy em cháu thấy vậy em cháu sẽ giải cái bài này cho bà con nghe. Đức Tài cho biết rằng đó là chiếu manh mà chải gốc đền, chị qua làm bé có bệnh hay không. Tất nhiên là quý vị biết rằng đó là Đức Thầy cho biết là chiếc chiếu manh là chiếc chiếu nát. Chiếc chiếu này coi như là nó không được lành quý vị. Nó manh là tan nát đó. Thành thử ra là cái người là Trung Quốc qua là Campuchia để là tiếp tay đô hộ cho sự thật. Nó muốn giành đất nước Việt Nam đó quý vị. Muốn giành đất nước Việt Nam. Thành thử ra là chiếu manh mà chải gốc đền là muốn qua chải đầu đài núi cấm đó quý vị. Muốn qua chải đầu đài núi cấm. Thành thử ra là nếu mà qua mà chải chưa vậy trơn là chiếc chiếu này nó banh chành đó quý vị. Thành thử ra ông nói chiếu manh mà chải gốc đền, chị qua làm bé có bệnh hay không. Tất nhiên qua làm bé là quý vị biết rằng đó là qua đô hộ Campuchia để mà là đặng qua liền gần với mình, gần với đất nước Việt Nam. Thành thử ra là ông ấy là chị qua làm bé có bệnh hay không. Trái đời gái lấy hai chồng, căn giữa của vợ hai bên của chồng. Quý vị biết rằng là nếu mà là cái nhà của mình đấy, nếu thí dụ mình có hai vợ chồng đi, có một chồng một vợ đi, mà người ta qua làm bé mình á, thì tất nhiên là một chồng mà hai vợ đúng không. Còn nếu mà cái này ổng nói là qua rồi là nó trái lại quý vị. Nó trái lại là nó ngộ là nó trái lại nè. Tất nhiên ổng nói chị qua làm bé có bền hay không. Trái đời gái lấy hai chồng. Nó qua tới đây rồi xong bắt đầu nó trái trở lại là có một gái, có một người mà tới hai ông chồng. Là tại vì có một đất nước mà hai nhà lãnh đạo đúng quý vị. Hai nhà lãnh đạo là đất nước Campuchia với là đất nước Trung Quốc. Là coi như là hai nhà là lãnh đạo. Thành thử ra ổng nó qua làm bé rồi chứ rốt cuộc nó trái lại. Trái đời gái lấy hai chồng, căn giữa của vợ hai bên của chồng. Chứ nhiên căn giữa là con vợ là một đất nước đó. Hai bên là một cái đất nước Trung Quốc và một đất nước Campuchia là hai bên đó. Trái đời gái lấy hai chồng, căn giữa của vợ hai bên của chồng. Cá chim nhốt lại một lòng. Quý vị biết rằng con cá thì nó dưới nước, con chim thì nó trên trời chứ. Nó bay trên trời nhưng mà sự thật hai con này bắt nhốt lại. Nhốt lại thì hai con này nó đụng, nó cùng chết hết trơn quý vị. Nó cùng chết hết. Thành thử ra hai con này là nó sẽ nhốt cùng lại là nó sẽ cắn mổ nhau. Nó cắn mổ nhau tự hai con nó chết rồi quý vị. Thành thử ra quý vị biết rằng nào giờ mà con cá với con chim làm sao nhốt lại được. Đâu có phải thể nào mà nhốt được một đồng được. Thì nhốt lại thì con cá bắt lên thì nó phải chết thôi. Mà con chim bắt lại chối vô con cá thì nhớt con cá nó ra nó cũng phải chết thôi. Thành thử ra nhốt lại thì hai con này nó đồng loại nhau nó cũng phải chết hết. Thành thử ra nó cá chim nhốt lại một lòng, ngựa trâu chung để một lòng số yên. Bây giờ quý vị biết con ngựa với con trâu thì hai con này để một lòng nó cũng không yên nữa. Nó sẽ là sực với nhau à. Thành thử ra là quý vị biết rằng là cái màu da đó quý vị biết con trâu thì màu đen, con ngựa thì màu hơi vàng. Thành thử ra tôi nói mẹ quý vị biết là như thế nào rồi. Nó ổng nói ngựa trâu chung để một lòng sẽ yên. Hai con này mà nhốt là một lòng là không có yên được. Nó sẽ sực với nhau. Đó, thì con ngựa là dí cho Trung Quốc đó. Còn con trâu là cho người Campuchia đó. Thành thử ông nói ngựa trâu chung để một lòng sao yên. Thắc cười thầy Pháp sợ điên. Thầy Pháp là ai đó? Thầy Pháp là tất nhiên cái gốc người Pháp. Sợ điên là sợ Đức Thầy. Tại vì Đức Thầy là ông là Đạt Ma Tổ Sư, là ổng là ngày xưa là ổng ở bên là Trung Quốc. Nó ổng nói ngày xưa ở nước Tần, ngày nay thế cuộc sẽ lần Việt Nam. Ông bỏ đất nước Trung Quốc là ổng về là đất nước Việt Nam. Thành thử ra là cái người Trung Quốc sợ cái là Đức Thầy lắm. Thành thử ông nó thắc cười thầy Pháp sợ điên. Mặt trời lố mọc thầy ghiền anh coi. Tất nhiên là Đức Thầy ghiền coi hai người này hợp tác lại có được bao lâu, để làm như thế nào. Ông nói thầy thắc cười, thầy pháp chợ điên, mặt trời lố mọc thầy ghiền anh coi. Vàng ai mà đổi con voi, hay vàng chú trạch đổi còi An Nam. Quý vị biết rằng là vàng mà sao đổi con voi, nó ngộ vậy. Là quý vị biết rằng Trung Quốc nó qua Campuchia đó, là qua đó là coi như là hợp đồng không à. Cũng như là lúc trước nó đòi hợp đồng cái đảo Phú Quốc của chúng ta đó, là hợp đồng 99 năm đó. Rồi nó đòi hợp đồng cái gì cánh ở trên Bình Dương, Sài Gòn gì nữa đó, 99 năm nữa mà đất nước chúng ta không chịu. Thành thử ra là nó hợp đồng không được. Thành thử bây giờ nó qua nó hợp đồng với Campuchia. Hợp đồng với Campuchia mà nếu mua thẳng luôn á thì Campuchia đó đâu có chịu bán. Nó đâu có bán, nếu bán là bán đất nước sao. Thành thử qua chỉ hợp đồng thôi, 99 năm gì đó. Rồi bắt đầu hết hợp đồng rồi trở về. Nó nhưng mà ông cho biết là vàng ai mà đổi con voi, hay vàng chú trệt đổi còi An Nam. Tất nhiên là nó qua nó đổi đó đất nước Trung Quốc ấy Campuchia, nhưng sự thật nó qua nó muốn chòm đất nước Việt Nam ấy, chứ nó không phải là qua là tiếp tay với là Campuchia để mà đổi cái đất nước Campuchia đâu, nó muốn lấy đất nước Việt Nam đó. Thành thử ra ông nói hay vàng chú trệt đổi còi An Nam là tại vì đất nước Việt Nam là cho biết rằng là có lầu đài núi cấm, có là nền vàng, rồi đất nước Việt Nam nó được yên ổn nữa đó, mà là nó muốn chòm qua đây để mà nó di cư dân nó qua bên này. Thành thử ra ông nói hai vàng chú trệt đổi còi An Nam. An Nam là yên ổn đó quý vị đó. Rồi Đức Thầy cho biết là thấy bông tươi tốt anh Ham. Thấy bông tươi tốt là quý vị biết rằng là bão lụt hay sụp động đất chỉ là các nước ngoài không. Đất nước Việt Nam chúng ta không có. Là cũng như cái bông mà nó tươi tốt vậy đó, đó. Thành thử ra ông nói là thấy bông tươi tốt anh Ham, chừng quê nó rụng nước tràn năm châu. Quý vị biết rằng qua thấy cái bông này Ham tính qua hái, nhưng mà sự thật hái không được quý vị. Qua chưa kịp hái nữa là nước nó tràn bốn biển năm châu, bị là các nước ngoài nó dập cái đập Tam Hiệp bể à. Nó bể rồi bắt đầu là nó phải trở về là nó lo cái đất nước của nó. Thành thử ông nó chừng quê nó rụng nước tràn năm châu. Nước tràn năm châu là nước bắt đầu nó tràn bốn biển năm châu đó quý vị. Thành thử ra là ông nó chừng quê nó rụng nước tràn năm châu. Anh xui anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy kìa. Là tất nhiên quý vị biết rằng là Trung Quốc với Campuchia là nó là xui gia. Nó thời ông Si Cờ Nút với ông là bên đất nước Trung Quốc là làm xui với nhau. Thành thử ra hai người này là lúc đó là Trung Quốc nó qua đất nước Việt Nam. Thành thử ra là khi mà đập Tam Hiệp nó bể, nó bị các nước ngoài dập bể đó, thì nó mới bắt đầu Campuchia mới nói là anh xui, anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy, chị dâu mất chồng. Là cho biết rằng là bị cái đập Tam Hiệp là bị hạt nhân nó buông ra, là bể đập. Bể đập thì thành thử ra là ông cho biết rằng là mình lo đi chiếm người ta, góp cuộc nhà mình cháy mình không hay, đất nước mình tiêu mình không hay. Nó thành thử ra là ông nói anh xui anh trốn đi đâu, nhà anh lửa cháy, chị dâu mất chồng. Thì cái người đàn ông là quánh giặt chết hết rồi quý vị, chết hết rồi. Thành thử ra ông nói là thầy pháp ăn ở hai lòng, chữa nam chữa bắc chữa dòng tới đông. Tất nhiên là chữa nam chữa bắc là ăn ở hai lòng là tính qua đô hộ Campuchia, nhưng sự thật hai lòng là muốn chòm lấy đất nước Việt Nam. Thành thử ra ông cho biết là thầy pháp ăn ở hai lòng, chữa nam chữa bắc chữa dòng tây đông, tính là lấy cánh nam và cánh bắc, nhưng mà muốn lấy dòng tây đông là muốn lấy luôn gồm thâu Liên Hợp Quốc luôn đó quý vị. Thành thử ra ông nó chữa nam chữa bắc chữa dòng tây đông, bắt đầu nó cho ai mà để không. Quý vị biết rằng qua hợp đồng rồi xong nó bắt người Campuchia bằng thấy mẹ luôn nè. Tại vì là ông cho biết cho ai mà để không là nó qua hợp đồng rồi hết rồi. Rồi bắt đầu là nó bắt người Campuchia bằng rồi bắt đầu gom nè. Thành thử ông nó cho ai mà để không, không lo cày ruộng, kêu công cái giùm. Đất của mình thì mình cày, mình cấy, mình cày, mình cấy chứ làm gì mà phải kêu công cái giùm. Là tại vì là người ta hợp đồng rồi là làm cho người Trung Quốc chứ đâu có làm cho người Campuchia được nữa. Thành thử ra ông nói cho ai mà để không, không lo cày ruộng, kêu công cái giùm. Là cái giùm cho người là Trung Quốc đó. Ông nói ngựa ai hung dữ quá hùm, trâu cài mà ngựa cởi 3 thùng cắt gom. Là tất nhiên quý vị biết rằng con trâu thì mặn thấy mẹ, là dí cho cái người đất nước Campuchia đó, ngựa thì nó ở trên lưng nó. Ông nói trâu cài mà ngựa cởi, nó tính cái đầu đó. Trâu cài ngựa cởi 3 thùng cắt gom, mặn chết mẹ luôn rồi xong nó cắt nó gom hết trơn à. Tại vì nó đã hợp đồng nó đưa tiền cho mình trước rồi, thì bây giờ phải là mặn ra lúa được bao nhiêu thì nó gom hết. Thành thử ra ông nói là trâu cài ngựa cởi 3 thùng cắt gom, bắt đầu người Campuchia khổ nè quý vị, cho Trung Quốc qua sau này người Campuchia khổ nè. Thành thử ông nói là gạo tươi đựng hũ đựng gom. Tất nhiên là tới chừng đó người Trung Quốc nó gom hết rồi, là người Campuchia còn gạo đựng bằng cái hũ nhỏ nhỏ vậy nè quý vị. Đựng ôm là đựng bằng cái hố mà đem lên chùa cúng cơm đó. Đó, thành thử ra là quý vị biết rằng là Trung Quốc nó gom hết rồi. Ông nói gạo tươi đựng hũ đựng ôm, lúa ông vô bịch, ông gom vô bột. Quý vị biết rằng là lúc đó người Campuchia là bị người Trung Quốc là lấy ruộng đất mặn hết rồi. Thành thử ra tới chừng đó gạo đựng bằng hũ đằng ôm không, chứ không còn mà đựng dí bằng bồ nữa quý vị. Thành thử ông nói gạo tôi đựng hũ đựng ôm, lúa ông vô bịch, vô bịch là vô bao đó, ông gom vô bồ. Đó, mới gom hết trơn. Bắt đầu tới đó người Campuchia tưởng đâu là Trung Quốc nó qua đô hộ ngon rồi, tới chừng đó nó gom hết trơn mấy ứ họng nè. Ông nói ớ này chuyện tính ông cô, vợ tôi giữ chồng cô dịch. Lúc đó muốn chia thì trả lại mà chia không có được quý vị. Là tính là vợ tôi giữ, là đất nước tôi giữ, chồng cô dình là cô trở về đất nước bảnh đi. Là kêu cái người là cho biết rằng là cho người Trung Quốc trở về đất nước được. Nhưng sự thật là lúc đó mới lộ ra là thấy người Trung Quốc mới là tính cao hơn. Đó, thì tới chừng đó nó gom hết mẹ, nó gọi là nó chiếm luôn rồi. Thành thử ra ông nói là ớ này chuyện tính ông cô, là lúc đó ứ họng đó. Tưởng đâu là người ta qua đây người ta tiếp ta mình là tiếp tiền tiếp bạc tưởng đâu ngon. Nhưng mà sự thật là người Trung Quốc tính cao hơn, nó gom hết trơn. Thành thử lúc đó ứ họng nó ớ này chuyện tính ông cô, vợ tôi giữ, là đất nước tôi giữ, chồng cô dình là trở về bển đó. Đó, bắt đầu tới lúc đó mới đầu đức thầy mới nói sao mày không xuống chợ Kinh, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về. Đức thầy cho biết rằng đi qua chợ Kinh đó, là qua chợ Kinh là trên cánh trên Châu Đốc đó, là qua Châu Đốc rồi đi xuống tới Trà Vinh trở về, chứ không có đi đâu được xa chứ quý vị. Thành thử ra là đức thầy cho đi như vậy mà chưa có qua được, không có qua được. Tại vì lúc đó hai người này sẽ sực với nhau rồi. Là đức thầy nói sao mày không xuống chợ Kinh, là đức thầy kêu đi đó, chứ sự thật chưa có qua bên đây được. Đó, thành thử ra ông nói sao mày không xuống chợ Kinh, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về. Ngày nay hai chú làm hề. Đức thầy nói ngày nay hai chú làm hề đó, hát tuồng nhị chúa bốn bề coi chơi. Thế tất nhiên là đức thầy nó đâu hát thử coi, đức thầy coi chơi thử coi như thế nào đó. Hát tuồng nhị chúa là trên là cầu cõi trên, là cõi trên trời. Hạng thứ nhì là cõi trên mặt đất của chúng ta. Thành thử ra ông nó hát tuồng nhị chúa bốn bề coi chơi. Rồi ông nó bán rau khắp hết nơi nơi, ai mà đứt cố trậu rơi đứt đầu. Qua tới chỗ ông cố là đứt đầu không còn con nào đó. Đó, thành thử ra ông nói là cho ngài biết là ngày xưa đó là cái nhà lãnh đạo của Campuchia đó là ông bốm với ông voi, bây giờ là tu đang trên núi Cấm, mà ngày xưa là tu đắc đạo quý vị, đi lên giếng núi ông Cấm đó, là đi lại cái vồ ông bốm ông voi đó, là ngày xưa là hai cái nhà lãnh đạo của người Campuchia đó. Qua đây bị ông cố kề dao vô cần cổ, bắt buộc phải về núi Cấm tu, còn không tu là ông giết luôn cái lúc đó. Thành thử ra lúc đó là bây giờ quý vị biết rằng lên núi Cấm mà lại cái trong cái vồ ông bốm ông voi đó, là hai cái vồ đó là nó cách nhau chừng cả khoảng là chừng 50 thước à. Đó, thành thử ra là ông cho biết rằng bán rau khắp hết nơi nơi, ai mà đứt cố chỗ rơi đứt đầu. Qua tới chỗ ông cố là đứt đầu chứ. Đó, rồi lúc đó người Campuchia bắt đầu mới khổ này, bị Trung Quốc nó lấy đất nước luôn à. Là ông mới hỏi là chú này nhà cửa ở đâu, bị quân ăn cướp nhà đâu mà về. Thằng ơi lúc đó nó lấy mẹ nó đất nước rồi, còn đâu nữa mà về. Thành thử ra ông hỏi chú này nhà cửa ở đâu, bị quân ăn cướp nhà đâu mà về. Tới chừng đó đức thầy mới nói là để tôi bắt ngựa cởi về, là bắt cái người Trung Quốc phải trở về đất nước lại đó. Để tôi bắt ngựa cởi về, lùa dê uống nước, gà nghề đã chơi. Tất nhiên là vừa lùa dê uống nước là lùa bên cái đất nước Việt Nam chúng ta lùa cho là vô phạm vi 4 dinh ông thẻ đó quý vị, là vô đó ngồi uống nước để mà coi đời đó. Đó, thành thử ra ông nói là lùa dê uống nước, gà nghề đã chơi. Đó, gà nghề là gà nào? Là Nhật Bản nè, Anh nè, Mỹ nè, Pháp nè, những cái tay anh chị lớn đó. Thành thử ra ông nói lùa dê uống nước, gà nghề đã chơi, tháng 7, tháng 8 đi chơi, mời anh mời chị, là mời các nước lớn đó. Tháng 7, tháng 8 đi chơi, mời anh mời chị đá chơi một sòng. Đó là mời các cái nước lớn để đánh đó. Đó, ông nói ăn Tết đi đá thiệt đông nha quý vị. Bây giờ chúng ta chưa có tới Tết thì chúng ta gán lo tu đi, nhưng mà không biết cái Tết nào. Thành thử ra bây giờ mình nghe cái cơ này thì mình gán lo tu, chứ để là mình không biết cái Tết nào nghe quý vị. Thành thử ra là ông nói ăn Tết đi đá thiệt đông, đá qua chợ lớn Rò Công trở về. Tạm cho biết rằng qua chợ lớn tới Rò Công là trở về, chứ không đi đâu xa nữa. Đó, thành thử ông nói đi cùng thành thị thôn quê, chú đi lục tỉnh trở về tay không. Đức thầy cho biết rằng đi giáp tỉnh đi rồi trở về tay không không được chứ. Đó, thành thử ra ông cho biết rằng là chú đi lục tỉnh trở về tay không, ba kỳ anh thiệt có công. Ba kỳ là ai quý vị? Ba kỳ là những cái người mà là mặt thám đó. Những người mặt thám đó, là bắt tay ba đất nước đó, là ông kêu ba kỳ. Ba kỳ là ba đất nước đó. Ba kỳ anh thiệt có công, đi Nam, đi Bắc, đi Đông mới về, là đi mặt thám đó. Đó, đi Nam, đi Bắc, đi Đông mới về. Đức Thầy nói mày thằng này mày thiệt nhà nghề là tất nhiên là mình chuyên gia đi tình báo quốc gia đó. Thành thử ông nói thằng này mày thiệt nhà nghề, cuôn son lạc sắn mày chê chứ mày. Tất nhiên là Đức Thầy nói là